mấy anh em mình chích cá nha, chích cá tay tượng ăn thịt nha. Nhà có tiệc dỗ 10 bàn nên bắt cá với ao ăn luôn. Chích điện kìa. Cứ chích đại đi, vớt vớt lúc 2-3 con được. Em Đức leo bên kia xong rồi thăng lại gần gần nó chích thì nổi lên không? Lẹ dưới à? Điện không? Có điện chưa? Trong đó chưa có điện kia mà. Cái chỗ đó không có điện á. Thử rồi. Thử rồi. Anh thọt vô cá thử anh thăng. Được rồi. Tôi thấy nó chạy luôn à. Thử rồi, thọt thử rồi. Nó cá chạy ào ào mà không giật chạy không? Không giật, nhảy xuống dưới chích vô giò. Thả xuống cá chạy gì ào ào mà. Quăng thức ăn chưa? Lấy thức ăn ra quăng. Giờ lấy thức ăn ra quăng cho nó bu lại đây à. Thấy nó chui trong cái chỗ của ba con ngựa nhiều lắm á ha. Dưới chân. Chứ đại đi nào nổi chứ. Là 7 rồi hả? Trời ơi. Mấy con nhiều con, mấy cháu con này của chú Quân không ta? Mấy con nhỏ. Nhỏ em mới mua mà. Ủa cá cha chết luôn hả? Anh tỉnh không thả dưới hả? Nó dồn qua đây hết rồi nè. Trời ơi, nó lủng mình luôn rồi anh Tư. Chọt nó lủng luôn rồi, thấy mình nó máu không à. Ồ, đâu hình như ấy, rớt lẹ lên, lẹ lên. Ủa con này hơi nhỏ ta. Ờ chắc được rồi. Ồ yếu luôn rồi. Chắc lên đường con đó rồi quá. Con đó chắc tiêu rồi hả? Hội tỉnh không? Tỉnh là nổi lên, ngửa lên đó hả? Ồ lủng tay rồi. Con này mới mua mà. Hôm bữa mua được 70 con. Không sống cho lên đây chiên luôn.
Vậy thôi giờ qua hồ Cô Đinh đi. Đi thằng. Lũng đầu luôn. Người lũng tay, người lũng đầu. Chết luôn hả? Chết thì thịt luôn. Rồi đó mà nấu canh chua. Chiều nấu canh chua. Chứ nó sống không nổi đâu. Con đó chắc sống không nổi rồi. Đây. Con cá tra này cỡ mấy ký ta? Cỡ ký mấy 2 ký á. Con này hả? À, bự lắm. Trên 2 ký á, trên 2 kg á. Ô, nó kêu kẹt 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 kìa. Kêu như heo rồi. Đó. Ốt 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 ốt. Chết, xong không nổi. Xong rồi đều ý là chết về hạ xuống nước sống đâu nổi nữa đâu. Má cá chê này từ cá này cá chê 2 kg rưỡi đi lên. 2 kg rưỡi vô lên á, bự 3 kg. Đợt trước cũng vậy mà cũng bắt lên cả tầm con 3 kg mà. Mà con này giờ hơn rồi. Tại biết lụ em lắm á. Yêu lắm hả? Cái cha này kho mở ra cái bụng nó ngon lắm luôn. Ồ con cá này trên 2 kg. Cá mà nó không thấy cái bự trên 2 kg. Sao nắm cái màng đó thằng. Dân miền Tây sao bắt cá kém thế. Ủa bắt hai tay em bắt ấy, một tay còn em bắt hai tay. À. Rồi. À, 8 con cá tai tượng. Con khoảng 2 ký mấy. Một con cá tra. Cá tra này bỏ đâu ra? Cá tra này khoảng tầm gần 3 ký á. Hả? Cá tra này bỏ đâu? Giờ bắt cô Đinh làm thịt đãi tiệc. Con này cũng 6-7 kg trong ít rồi. Chưa sợ nằm đây không chạy nổi đâu. Một em có bụng chưa? Vô một em mà để đến không chạy đâu, không chạy cũng xuống đây không nổi đâu. Con này sao thăng thấy nằm đây qua giờ lên bờ suốt rồi. Bắt luôn đi, con này cũng tầm đó 7 ký con ấy. Nặng lắm, bắt bỏ lên luôn. Qua nó nằm suốt dở bụng tôi coi này được cái con này con cái nè. Ủa sao đuôi nhọn vậy ta? Ừ. Chắc con đực quá. Ba con lớn, ba con lớn một con nhỏ đi. Đâu nữa ta? Con nào hôm bữa nó thấy mình nó đóng rong nó yếu yếu á thằng. Chỗ này hả? Đây. Đây nè bắt con này đi. Con này muốn lên bờ nè, nó phơi nắng nè, lên nó nổi nè. Con này cũng muốn lành hết rồi. Con này sống quá chứ, con này bự ha. Ba con lớn rồi đó đúng không? Khỏe rồi đó ha, không lật lại liền ha. Ba con lớn. Nhanh, nó mua cái này à.
rồi. Nó nhà mình có 4-5 cái tiệm, 4-5 10 bàn, nhưng mà bớt bàn còn 9 bàn. Con này ốm quá, không ăn uống gì, bệnh mà. Ghẻ trên lưng luôn. Bây giờ chặt ra luôn thịt luôn chứ ai biết chào răng nè. Mình đâu ăn đâu. Trời. Rồi. Mấy phạt. Ok, ba con lớn. Ba con lớn với con nhỏ đi hả? Còn có con nhỏ này. Con còn đó bắt luôn đi. Bắt con yếu yếu đó đi. Ồ, yếu quá rồi. Gì? Đứt luôn hả? Này còn ngáp ngáp chút thôi. Nè. Còn mà, còn. Nó nằm im vậy. Còn. Cấm. Cấm tiêu à. Nhưng mà còn tươi không? Chắc mới rồi ha. Chứ thấy hôm qua còn nằm im mà, còn bơi mà. Rồi cái cứ vậy đi. Khi cái đưa cho Thiên đi. Wow. Lại chặt đầu rồi. Lại làm thịt nó rồi. Thôi được rồi. Ba lớn một con nhỏ. Rồi. Rồi. Con này để coi. Con này cũng đực rồi. Xong không? Còn con dưới nữa. Không lên hả? Không bắt con vớt con kia bỏ lên trên đi. Ờ đó. Rồi. Chắc chết luôn rồi. Chết không? Nằm im này dữ rồi. Chết mẹ luôn rồi. Ô con. Còn. Nhớ luôn đi. Thấy yếu vậy ta. Con. Ô. Chạy ra. Thôi làm trước cái này đi. Làm trước bốn con này đi. Còn thiếu để coi nhắm nhiều rồi thôi. Gà thì đi bắt rồi. Gà thì ba bắt ba con gà lưỡng quệ rồi. Bé. Sáng mình làm ba con phải không? Ba con. Con kia thúi rồi bỏ phải không? Kia không xem ngon quá. Chảy nước miếng quá. Mười mấy hai ký á. Ghê vậy hả? Anh con 7 ký rồi. Con hồi sao bị ký á? Con bự á. Một lớp thì mình nấu chuối rồi nha bà con. Còn lớp thì nướng đây. Cái này đang lẹ nấu chuối. Cái này đang lẹ nấu chuối chứ hả? Nấu chuối. Còn mình nướng thì nướng thịt thôi, còn về nấu chuối hết rồi. Nướng tại nướng đây thơm quá chịu nổi ra mà đó nồi luôn kìa. Mới bỏ lên nướng mà nghe thơm chừng trái gà chở không kịp kìa. Tại giới thiệu là đang bẹp bẹp luôn đi. Giới thiệu là ngồi nướng rồi chứ, đầu bếp rồi chứ. Đầu bếp rồi. Đinh La Thăng. Đinh La Thăng thì bắt thì nó quậy rồi Đinh La Thăng rồi. Cái này là gì Thăng? Thăng là gì Thăng? Nguyễn Văn Thăng. Nguyễn Văn Thăng hả? Đây cái gì Thiên? Thiên Nguyễn à đôi đây đôi đầu bếp Thanh Thiên đang nướng cua đinh. Thăng Thiên. Thăng Thiên. Yeah. Bởi vậy cua đinh nó thăng thiên hết trơn rồi. Đó tài quá trời. Có người đứng ngồi coi là tài thăng thiên quá. Thơm quá. Trời mưa mà được nướng nè. Thăng thiên tài. Mưa mà kia quá tài.
Trời mưa mà nướng cô Đinh nhậu rồi nhất rồi. Cái gì vậy? Sao vậy? Cháy quá thì cháy. Cháy quá hả? Nãy kêu bỏ than cho giữ vô. Quá. Tao bỏ mấy cục từ từ tao châm vô. Hai ông. Ông Thăng với ông Khanh nè. Vô cho đập cho giữ vô. Quá trời nhiều than cháy chịu không nổi. Lấy đồ thiệt cho nó ngập về đó. Có gì chưa? Không lấy cho nó miếng nước. Xịt xịt nước nó vô nó giảm bớt rồi. Cháy như... Làm giấy nhỏ lại con giấy nhỏ. Má bởi vậy để tôi với thằng Thiên nướng còn ngon á. Biết canh đồ Thăng với Khanh nó dồn than quá không được. Nấu hết nè, nấu hết. Dồn than cho giữ dồn chiên với nó. Cháy quá thì cháy. Cháy nhiều nó mới chín mau chín. Kẹp rồi. Mở cái nhiều quá người ta vừa đâm. Mình là lấy thịt thôi nha mấy anh em. Lấy thịt nè. Để nướng. Còn mấy cái dè nó thì nấu chuối. Ướp rồi. Cái này đầu bếp ở trên muốn từ Hồng Kông nè. Còn đây nướng là thợ nướng thôi chứ không phải là đầu bếp. Thăng nè. Bà con dưới quê nhìn Thăng dưới Thiên thì nhớ nha. Chào bà con cái Thăng. Chào bà con. À. Quê Sóc Trăng nè, bà con Sóc Trăng vô nhận đồng hương. À. Còn Thiên là ở đâu? Sóc Trăng. Sóc Trăng luôn hả? Yeah. Ok. Đây là món cua đinh nấu chuối nha bà con. Đây. Thường nó đang live chim đó rồi. Cái gì live chim? Ủa là kêu mẫu gì? Đây cua đinh nấu chuối. Ăn là ngon lắm ạ. Cái gì? Mách được mách được gì? Nguyên nồi chuối ba ba. Vô rồi đó, bà coi. Đây, đầu bếp là Trang đây. Ok. Xin chào bà con đi. Không muốn đầu tiếng luôn nha. Đây là phụ bếp nè, giữ vô á.